Tôi là Minh Khang và đây bà xã của em Minh Anh. À, anh đến từ Đồng Tháp và Cần Thơ. À, em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại thì em đang làm nghề kim hoàn. Ừ. Còn em? Dạ còn em thì em đang học bên make up. Rồi tình cờ là hai bạn gặp nhau làm sao? Duyên nào? À, lúc đó là ở Đồng Tháp tụi em là cộng đồng LGBT, là tổ chức cuộc thi dành cho người chuyển giới nữ. Thì Minh Anh là một trong những thí sinh đó. Còn em là nằm mang ở ban giám khảo. Em làm gì mà em vô ban giám khảo ghê vậy? Tại vì hiện tại thì em là đại diện chuyển giới nam của Đồng Tháp. Em là chuyển giới nữ, có nghĩa là từ nam mình chuyển sang nữ. Dạ. Còn bên đây là nữ chuyển sang nam. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em là trước. Dạ, em là rồi. Trước rồi, em định hình trước rồi nên em chấm thi bên này. Dạ đúng rồi. Trời, giám khảo chấm thi xong cái hốt thí sinh luôn hả? Dạ không ạ, sau 2 tháng hơn rồi mới bắt đầu là có những tin nhắn đầu tiên thôi. Chứ lúc đó gặp nhau chỉ nói chuyện trong chương trình thôi chứ ngoài ra là không có nói chuyện. Ấn tượng của hai bạn dành cho nhau trong cái lần gặp đầu tiên là như thế nào? Em ấn tượng như thế nào về bạn gái của mình? Thật ra lúc đó em đã có bạn gái rồi. Thì em đến đó là xong công việc của em thôi. Chứ em cũng không quan tâm tới và không có cái ấn tượng nào hết. Ngay cả kết bạn Facebook em cũng không kết bạn với thí sinh nữa. Sau đó 2 tháng mấy rồi thì cái mới kết bạn ở Facebook. Lúc đó là chia tay bạn gái rồi đăng những cái status buồn này kia. Lúc đó Minh Anh mới vô là an ủi, có nhắn tin hỏi thăm này kia thì bắt đầu mới có liên lạc từ lúc đó. Thế Minh Anh có ấn tượng gì với lại Khang không? Dạ lúc đầu thì em cũng không có ấn tượng gì về ảnh nữa. Khi sau khi mà cuộc diễn ra thì mọi người có tổ chức đi ăn. Dạ tới lúc đó thì mới biết ảnh là người chuyển giới nam. Vậy lúc đầu là em không dạ, biết lúc luôn. Đầu là em hoàn toàn không biết. Thế là lúc đó bạn cảm thấy như thế nào? Khi mà em biết thì em rất là bất ngờ. Nhưng mà em có thích ảnh chưa? Có để ý ảnh gì chưa? Dạ chưa. Vẫn chưa luôn. Dạ. Vậy thì tới bao giờ là hai bạn mới bắt đầu là có thích nhau và ai là cái người là bật đèn xanh trước, chủ động trước? Mình ăn với em trước rồi mới thấy em thất tình rồi mới vô an ủi dạng hỏi thăm này kia. Thì lúc đó giống như buồn thì có người hỏi thăm, có quan tâm thì cũng nói chuyện tâm sự rồi đã buồn này kia thôi chứ cũng không có nghĩ là sẽ quen. Nhưng mà gần 10 ngày trời thì hoàn toàn Minh Anh dành toàn thời gian ngoài việc đi học đi múa thì dành hết thời gian cho em, cứ đi học đi múa về là gọi điện gọi video call là xuyên suốt. Ngay cả lúc em ngủ Minh Anh cũng thức để canh em ngủ từ đó qua điện thoại, canh em ngủ qua điện thoại luôn. Chính vì vậy nên em mới xúc động rồi là mới quen. Tại trước khi đó là khi chia tay thì em có tí xíu suy nghĩ không tốt là em muốn tự tử. Thì Minh Anh lại sợ em có tiếp tục suy nghĩ đó cho nên là lúc nào tối về Minh Anh cũng gọi video call để đó khi nào em ngủ say. Sáng Minh Anh 6 giờ đi học thì lúc đó Minh Anh mới tắt điện thoại mới đi. Ai đã tỏ tình đâu, rồi lúc nào mới là tỏ tình? Nhắn tin qua lại khoảng 10 ngày. Thấy con này tốt quá. Anh, em mới nói là anh không muốn em làm em gái bình thường của anh nữa. Anh muốn em làm một cái gì đó trong cuộc đời của anh. Thì lúc đó Minh Anh mới nói thôi bây giờ khuya rồi anh ngủ đi. Cái Minh Anh tắt máy ngang thì 2 ngày là mất liên lạc. Em mới không biết là có chuyện gì xảy ra hay không. Em cũng không nghĩ là Minh Anh tránh né cái vấn đề em nói. Em chỉ nghĩ là Minh Anh có gặp sự cố gì không. Em tan ca ra thì chỉ nghỉ được 3 tiếng trưa. Em mới chạy viết xuống dưới. Rồi em gặp Minh Anh thì lúc đó là chạy đi chạy về là hơn 4 tiếng. Lúc đó em làm trễ cũng bị la nữa thì xuống dưới để gặp để hỏi nói chuyện. Thì lúc đó trong thời gian đó em tỏ tình luôn. Thì trong vòng của bạn khoảng 25 phút. Mà sao lúc đó tự nhiên em thích ảnh, em chăm sóc ảnh rồi em canh ảnh ngủ nữa mà lúc ảnh tỏ tình thì em im re vậy? Em im luôn. Cái lúc mà em không có nghĩ dám nghĩ đến cái chuyện mà anh lại tỏ tình với mình. Bởi mà khi anh tỏ tình thì em rất là bất ngờ, rất là sốc. Rồi sốc có tự nhiên rồi im luôn rồi trốn luôn. Người ta sợ, người ta ngại. Rồi khi mà gặp ảnh lúc mà anh chạy xuống dưới đó rồi em cảm thấy như sao? Em rất là vui. Là 25 phút sau thuyết phục là đồng ý luôn. Dạ. Là quen nhau luôn. Hai bạn có nhớ cái nụ hôn đầu tiên như thế nào không? Đó luôn hay là lúc nào? Không, lúc đó là mới tỏ tình, nhận lời được là mọi người không dám hôn. Và lại đứng ngay cổng trường nữa, sợ hiệu trưởng. Lúc đó là đang học cái gì cưng? Dạ lúc đó em đang học phổ thông. Đang học 11. Cái gì? Là năm nào? Mấy ngoái. Tuổi vậy chứ giờ năm nay em lại nhiêu tuổi? Năm nay 18 tuổi. Mới 18 tuổi hả? Trời đất ơi. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23. Rồi sau đó là 4-5 ngày sau là Minh Anh mới có cái show diễn ở phường Hưng Lợi của Cần Thơ. Mới âm thầm em xin nghỉ làm sớm về cái em đứng sau cánh gà em mua bó hoa cái đợi diễn xong cái vô hồn hớt độ cái em đứng ủa đi đâu vậy tự nhiên sao ở đâu đây vậy cái mới mừng vừa cũng vừa khóc xong tối mới đưa về nhà mà không dám đưa tới nhà nữa cái không chịu đi vô nhà mới bước 2-3 bước cái em thì định đó là để đi coi đặng quẹo vô đâu đặng biết nhà luôn cái em cũng đứng lại cái thấy đi 2-3 bước cái nhà lại ôm em khóc cái lúc đó cái tự hôn
Rồi có kỷ niệm gì đáng nhớ trong tình yêu của hai bạn nữa không? Kỷ niệm mà đáng nhớ nhất là cao đám nói một tuần và ảnh từ Cần Thơ đi về Cao Lãnh. Thì ảnh chở em bằng xe máy và em ôm tấm hình cưới rất là lớn. Còn phân nửa đoạn đường nuôi tới nhà thì ảnh bị giục tay lái và xe. Hai đứa té. Dạ. Có sao không? Thì khi đó là tại vì có một chú đang say băng ngang qua đường. Hai đứa cũng hên là té một cái chùi, cái chùi cái tới ngước lên là thấy té cổng chạm xá luôn. Mà có bị gì không? Dạ, cái lưỡi cái mang hai tay còn vẫn còn cái thẻ. Thẻo tùm lum đó. Nhưng mà may cái là bà xã em thì nằm lên người em thì nằm lên tấm hình, cho nên là chỉ có những cái nào mà lọt ra khỏi tấm hình mới chạy. Cũng là cũng may mắn. Ủa vậy là hai bạn đám hỏi rồi luôn đó hả? Dạ rồi. Mà hồi nãy bạn nói là đám nói hay đám hỏi? Đám nói đó. Đám nói à? Là đám hỏi đó. À vậy. Ừ. Lúc mà quen nhau rồi bao lâu thì dẫn về gia đình, rồi phản ứng gia đình hai bên sao? Chính thức quen là ngày 10 tây tháng 10. Còn cái ngày mà em về em xin ba mẹ cho em cưới Minh Anh thì 20 mấy tây tháng 10 à. Rồi cũng mới có 2 quen tuần mấy ngày rồi. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đầu thì ba em thì không chấp nhận. Nhưng mà trong cái ngày mà Minh Anh dự thi chung kết thì mẹ có đi theo này coi. Mẹ mới cùng em thuyết phục ba để đi xuống xem mắt Minh Anh. Còn phía bên Minh Anh thì nghĩ em là con trai, cho nên ngay từ đầu ba mẹ Minh Anh cũng đã hiểu được một phần là Minh Anh là người chuyên giới, và cũng trong dự định trong tương lai là chẳng sẽ cho Minh Anh có chồng. Nhưng mà không thấy em là người lại là một người chuyên giới nữa. Rồi khi biết em là cũng là người chuyên giới luôn thì lúc đó là ba mẹ hai bên đều bất ngờ hết. Nói vậy không ấy, bây giờ đổi ngược lại đi, cứ sống thật với giới tính của mình đi, chứ dàn chi cho nhức đầu. Cứ một đứa trai thì giả gái, một đứa gái thì lại giả trai. Rồi cái em với Minh Anh mới bắt đầu phân tích cho ba mẹ hiểu. Thì lúc đó là ba mẹ mới chấp nhận hiểu. Rồi gia đình em mới xuống gia đình Minh Anh coi mắt. Tại vì em muốn theo đúng theo truyền thống của ông bà, một người nam cưới vợ thật sự là đầy đủ hết, coi mắt, đám nói và đám cưới. Rồi bây giờ là gia đình đồng ý hết rồi. Nhưng mà cho chị hỏi câu này nó hơi ngoài luồng chút xíu nha. Ủa nếu vậy thì hai bạn vẫn sanh con được chứ? Dạ vẫn được. Rồi ai sanh? Nếu như mà cái việc mà thụ tinh nhân tạo nó khó và nó tốn kém nhiều hơn thì em sẽ là người sanh con cho vợ. Là em vẫn có bầu và sanh con được đúng không? Đúng nhưng rồi, mà đúng. Nhưng mà bên đây bạn khi mà đã biến anh bạn nữ thì đã chích vô nhiều cái hóc môn quỷ cái móc môn nam rồi thì làm sao? Tinh trùng vẫn còn mà. Tại vì khi em tiêm hóc môn á thì 4 năm hơn thì tinh trùng của em gọi trứng của em nó sẽ bị đóng băng và sẽ không sinh sản được nữa. Nhưng mà em hiện tại em mới tiêm có 2 năm rưỡi. Và dự định của em là đám cưới xong qua năm em sẽ bắt đầu dừng hóc môn. Và bà xã em hiện tại thì chỉ tiêm thì tiêm khoảng chưa tới 3 tháng. Cho nên là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Và hiện tại bây giờ bà xã chuyển qua uống để giảm cái liều lượng nhẹ hơn. Và một tuần bà xã chỉ uống 1 viên thôi. Trở lại hiện tại thì khám sức khỏe tinh trùng của bà xã vẫn tốt. Chỉ khi mà uống thuốc nó vô thì nó sẽ cái tinh trùng nó không hoạt động. Nhưng mà khi ngừng khoảng 4 tháng thì tinh trùng nó hoạt động bình thường. Có nghĩa là để mình sanh em bé xong rồi mình muốn uống gì đó mình uống sao? Dạ, nghĩa là hai bạn vẫn có kế hoạch là muốn sanh đứa sanh con đúng không? Rất là ham con. Rất là ham. Hay quá. Tốt quá. Hai bạn giờ đang sống chung hay sống riêng? Dạ chung. Bây giờ còn khó khăn gì? Nghiêng về phần bên vợ hơn. Tại vì mẹ vợ thì chẳng may cũng bị một tai nạn, cho nên là mẹ bị mất hết một cái chân. Còn ba vợ thì ba hơi lớn tuổi, năm nay 36, 37 tuổi rồi. Yếu tí xíu cho nên là em và Minh Anh mới vừa dọn về Cần Thơ sống khoảng nửa tháng nay. Để em phụ mẹ chuẩn bị nhà cửa, rồi thiệp rồi này kia em chở ba đi mời. Tại vì gốc của Minh Anh là ở Bến Tre và Gò Công. Cho nên em sẽ chở ba đi mời bà con này kia xong hết phần bên vợ, em mới quay trở về em lo bên phần của em. Tại vì ba mẹ em hiện tại em 39 tuổi, mẹ mới 41 tuổi thôi, cho nên là còn trẻ hơn, cho nên là ba mẹ em vẫn có thể tự lo được. Em sẽ vô về em lo phần sau. Vậy là em là con út thôi trong nhà hay sao? Dạ. Gia đình vợ thì chỉ có 2 người, vợ em là út, rồi chị còn chị thứ hai. Em còn nhỏ quá, có mới 18 tuổi, kết hôn về sớm quá không? Mình đã hiểu hết tính nết của nhau chưa? Những cái tánh xấu của nhau chưa? Bà xã thì tại xấu của bà xã thì quạo, hay quạo. Mà được cái là tự quạo rồi tự hết, khỏi cần năn nỉ, khỏi gì hết. Đầu thì còn sợ, còn năn nỉ. Lúc sau thì biết tánh rồi, thôi tự quạo, tự hết luôn. Như có cái nó không nghe, không biết làm chỉ, nhưng mà không bao giờ làm theo. Thà làm hư đi rồi lần sau chỉ thì nghe. Còn em, biết tính xấu của ông xã mình không? Dạ, tính xấu của anh là chỉ có ham chơi với ham nhậu. Tại vì trong cái quá trình mà sử dụng hóc môn thì cơ thể của anh rất là nóng.
Mà nếu mà cứ uống bia uống rượu thì mặt sẽ nổi mụn. Mà gan rất là nóng nên em chỉ lo là lo về mặt sức khỏe. Nói nhậu chứ cũng một tuần hoặc là 10 men gì không? Dạ không, chỉ có uống tí xíu men thôi. Tí tôi lỡ nhiều chuyện, tôi nhiều chuyện câu nữa luôn nha. Dạ. Hỏi lên hỏi vô tới luôn. Ủa vậy rồi trong những chuyện quan hệ vợ chồng thì hai bạn như thế nào? Cái vấn đề đó là nó nằm ở là cái việc là khoái cảm. À. Thì tới cái lúc mà đó thì nó tự đưa lừa lối mình làm thôi, chứ mình không có định nghĩa được cái nó là như thế nào. Giống như chuyện tình cảm, muốn yêu ai thì tự trái tim nó yêu thôi, chứ mình cũng đâu quyết định là mình muốn yêu người này hay mình muốn yêu người kia. Thì cái vấn đề trong cái chuyện mà quan hệ vợ chồng thì chuyện giường chiếu nó cũng như thế thôi. Chung quy lại là cảm xúc thăng hoa, đúng không? Cảm xúc thì nó tự đưa lối thôi. Hiện giờ là chứng minh nhân dân của em là cái trong những minh nhân dân mình là nam hay là nữ? Nam. Còn em là chứng minh nhân dân là nam hay nữ? Vẫn là nữ, tại vì em với bà xã hiện tại là cũng dự định là bây giờ vẫn đi đăng ký với kết hôn được, tại vì giới tính sinh học vẫn làm được. Đúng là vẫn là nam hay nữ được. Dạ đúng rồi. Còn nhưng mà tụi em thì định là đại bộ luật thông qua luôn là năm 2020 là nó sẽ bắt đầu là có kết quả là có cho hay là không. Khi mà yêu nhau thì có chuyện dở khóc dở cười trong suốt quá trình đó có không? Chuyện gì vui về những cái chuyện đó, giới tính mà làm đảo lộn mày, có cái chuyện gì dở khóc dở cười với hai bạn không? Có, hồi tháng 3 vừa rồi là bà xã thì cuộc thi chuyển giới của Sài Gòn tổ chức Miss Island Boy. Thì lúc đó là hai vợ chồng chuẩn bị hành trang để lên đường thi, thì lúc đó là em có hai cái ví, em mới gom hết tiền bỏ trong cái ví nào đặng em đem về em tính sang qua kia. Cái tới hồi xe trung chuyển vô gước cái Linh quýnh cái quát cái ví đèn đi bỏ ví nào nhà. Cái không có tiền. Lên trên đây cái còn cho mình có 1 triệu mấy à. Tiện về mẹ kêu mẹ ơi kêu anh hai đem ra gửi lên cho con. Là gửi tiền qua giấy chứng minh. Phải đi hết một cái vòng thành phố là 580 ngàn tiền Uber. Mà vẫn không rút được tiền. Tại không bưu điện nào chấp nhận hết. Không đúng chứng minh nhân dân đúng không? Dạ đúng rồi, thủ tục tất cả mọi thứ đều được. Chỉ có cái nói là cái mặt cưng không giống trong cái tấm hình. Thì em mới nói chị ơi bây giờ em làm cách nào để em lấy tiền được. Chị nói đi em lấy hết cho chị làm. Em lấy giấy hộ khẩu, giấy tạm trú, giấy chứng minh cặp quẹt xe, bằng lái, rồi ngay cả giấy khai sinh em vẫn có bản sao đem theo luôn. Rồi chị nói không được cưng ơi. Lý do sao không được? Cưng cái mặt cưng không có giống với cái hình. Tại vì tiền chứ không phải là bưu phẩm hay là bưu kiện. Bưu kiện chị vẫn chấp nhận này kia cho cưng. Chắc là số tiền nó cũng nhiều đúng không? 10 triệu. Cho nên là đôi khi là cuối cùng là có cô ở Sài Gòn, cô đem tiền qua cho xài đỡ. Thôi bỏ qua. Còn chuyện gì vậy nữa không? Còn có chuyện nào như vậy nữa không? Thì hôm đó là em đang ở nhà ngoại, thì nhà ngoại cách nhà em chưa được 3 mét nữa. Mà em qua nhà ngoại em nhậu với mấy cậu. Cái vợ mới nói là đi làm đợi về nguyên ngày rồi, về nhà không chơi với mình mà đi qua bên bển nhậu. Cái gọi gì dưới mép mẹ vợ. Cái mẹ vợ nó thì nó cho nó đi nhậu chút xíu, cái nói là mẹ vợ bên em. Cái bắt đầu dặn luôn, cái cuộn gói đi về. Cái mới chạy về em coi, thì lúc đó là mới dặn mới bỏ đi về tới cổng. Thì em mới nói là chuyện có chút xíu mà cũng về, em mới tức em lột nhẫn cưới em quăng. Lột nhẫn cưới quăng? Dạ, lột nhẫn cưới em quăng luôn. Cái bắt đầu cái lúc đó mới tức quá mới la làng lên, cái hàng xóm bu ra. Em nói thôi vậy anh xin lỗi, mà mốt anh không có nhậu nữa, đi đâu cũng chở em theo. Lúc đó mới mày mới khóc. Mới nói là mà mốt đừng vậy nữa nha, chịu là đem đồ chở vô nhà. Rồi hai vợ chồng mới cầm đèn pin ra gọi, kiếm lại chiếc nhẫn. Kiếm được không? Dạ kiếm được. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì nè? Em thì chỉ mong vợ là bớt quạo, bớt cọc lại, như nói thì chịu khó nghe, chứ đừng có tự ý làm xong rồi cái làm hư, cái nó thôi vợ anh làm giùm em đi lỡ hư rồi. 18 tuổi còn trẻ lắm. Em chỉ mong chồng sẽ bớt nhậu lại, bớt ăn chơi lại, dành nhiều thời gian cho em nhiều hơn. Được không? Cố gắng không? Dạ được. Chung thì tụi chị là chỉ chúc mừng hai bạn thôi. Tại vì mình đến với nhau được thì cái nguyện vọng của hai bạn là muốn có con. Bây giờ làm sao hai bạn cố gắng đi làm, kiếm tiền để sau này cuộc sống của con mình nó tốt hơn. Nhưng mà cái chính vẫn là hai bạn phải chia sẻ với nhau, yêu thương nhau. Thông qua chương trình này em có một món quà muốn tặng cho bà xã. Bà xã cao quá. Cảm ơn ông xã. Dạ ơi. Rồi. Và phần quà mà các bạn